Hôm nay nhà vườn Thanh An giới thiệu với anh chị là xả hết trơn cái ruộng bông trang luôn nha anh chị. Đây là cây bông trang hồng phấn lá nhỏ nha. Hoành của nó là từ 12 cho tới 15 luôn, cao từ 80 cho tới 90. Em xả là 750 ngàn một cây, em miễn ship nha. Một cặp là 1,5 triệu luôn. Tính ra tiền ship nó nặng lắm nha anh chị. Một cây là 200 ngàn chứ không ít hơn nữa nha anh chị nha. Một cặp là 1,5 triệu em bao ship nha. Tàn tròn và đều luôn. Tiếp theo bên nhà em là có tím sen nha. Cái tím sen lá nhỏ, hoành là từ 5-6-7, cao là từ 55-60, một cặp đều rang luôn nha. Một cây là 300 ngàn em bao ship, còn một cặp là 600 ngàn em miễn ship nha. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại địa chỉ xuống bên dưới nha anh chị. Nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc nha. Bên nhà em có rất là nhiều loại bông trang bỏ sỉ và số lượng và lẻ luôn nha anh chị. Em bán đầy đủ luôn nha. Cặp này là cặp trang đỏ nha anh chị. Trang đỏ hoành 7-8-9, cao là từ 70 cho tới 80 luôn. Giá của nó là 450 ngàn một cây, một cặp là 900 ngàn nha anh chị. Em bao ship cho anh chị luôn nha. Anh chị nào chốt hàng thì lấy cái cặp này, nó đẹp lắm luôn. Cặp trang đỏ đều rang luôn, cao từ 70 tới 75-80, cặp nó đều lắm nha anh chị. Có 900 ngàn một cặp thôi. Và bên nhà em thì có tím sen tàn tròn, có ít thôi nha anh chị. Cái tàn tròn này có ít thôi nha. Hàng này là cao từ 70 cho tới 80, hoành là từ 8-9-10-11 luôn nha anh chị. Giá của nó là 500 ngàn một cây. Một cặp tàn tròn này thì có 1 triệu em bao ship nha anh chị nha. Cao từ 70 tới 80 á, hàng đẹp luôn, đều rang luôn nha anh chị. Tím sen nha, bông tím sen này là em đã để thuần chậu nó cũng cỡ 5 ngày 7 ngày rồi, nó khỏe rồi nha anh chị. Cái này là giao hàng bưu điện được hết trơn rồi nha. Tiếp theo bên nhà em thì có cái tím sen cây tầng tháp nha anh chị. Hoành là 9, 10, 11, 12 luôn. Nó cao tầm 80 tới 90 cm. Cây này là tàn đều và đặc luôn nha anh chị. Giá là 600 ngàn một cây nha. Anh chị nào chốt một cặp là 1 triệu 2 nha anh chị. Đó, một cặp 1 triệu 2 bành kia luôn. Tiếp theo là cặp số 2 nữa nè. Cặp số 2 này cũng là 1 triệu 2 nha anh chị. 600 ngàn một cây nha. 600 ngàn một cây, nó cao từ 80 tới 90 luôn. Hoành gốc của nó là từ 9, 10, 11, 12 nha anh chị. Đều rang luôn. Cái cặp này nói chung là cái hàng này tàn tháp mà cái tàn nó đều, nó đặc lắm nha anh chị nha. Một cặp có 1,2 triệu thôi, tính ra tiền ship nó 200 ngàn hơn nha anh chị. Tiền ship nó nặng lắm, cỡ này bưu điện nó tăng giá cái tiền ship lên, thành ra là cây bây giờ hạng nặng không à nha anh chị. Còn cái này là cây tím sen nữa, cũng là tím sen nhưng mà tím sen tàn thông mà thông cao nha anh chị. Đây là có thoát thân tầm 15-20 nha. Cái cặp loại này thì bên em có mấy cặp thôi. Chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ xuống bên dưới nha. Cái cặp này thì cao tầm 70-80 thôi, em cũng có ít thôi chứ không có nhiều nha anh chị. Tính ra là một cặp của nó là hai cây có 1 triệu bao ship thôi anh chị ơi, tiền ship nó tới mấy trăm ngàn rồi. Ngoài ra bên em còn có trang đỏ nha anh chị. Trang đỏ này nó cao tầm 80 cho tới 1 mét luôn, nhưng mà của nó là thoát thân thấp nha. Thoát thân tầm 5cm tới 10cm là bung tàn, thành ra là cái gốc của nó là một củ đế luôn nha anh chị. Củ đế của nó là tầm 15-16 tới 20 luôn nè, cao tầm 80 nha. Cái cây này đỏ, trang đỏ này thì bên em bán giá là 600 ngàn một cây, em miễn ship. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại địa chỉ nha. Nó cao cũng tầm 80-70 nè, giá là chỉ có là 600 ngàn một cây, em miễn ship nha. Anh chị nào chốt thì cho em số điện thoại địa chỉ nha. Tàn đều luôn nha anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.